Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiện vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, hưởng lộc tổ tiên, làm ăn trúng lớn, tiền của ùn ùn đổ về như nước lũ, giàu nhanh chóng mặt. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, không phải ai cũng thích than thở. Nhiều người thích im im mà làm việc, tự thân mà xử lý vấn đề, nhưng không có nghĩa cuộc sống của người ta dễ dàng, đừng vì thế mà khởi phát sự sân si. Với Nhâm Tý, người than vãn chỉ khiến sự chán nản hơn, nỗ lực mới là giải pháp cho mình đạt được điều mong muốn. Quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, vậy là anh chị đã trải qua hơn một nửa đoạn đường nhân sinh, hiện tại cuộc sống của anh chị như thế nào rồi à? Tôi biết có không ít anh chị giờ đây đã được hưởng an nhàn, sung sướng, công thành danh toại, giàu có đủ đầy. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng thấy có không ít anh chị tuổi này đến nay vẫn phải nai lưng làm việc chật vật hàng này để lo có miếng cơm, manh áo. Vậy tại sao cùng là con người, sinh ra cùng một tuổi đó, con giáp đó, nhưng người thì sống trong sung sướng, an nhàn, người lại chịu khổ đến già vẫn không thôi? Các bậc thầy tử vi hàng đầu đã dày công nghiên cứu và nhấn mạnh cho tuổi Nhâm Tý rằng, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, tuổi Nhâm Tý lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hữu phước bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, anh chị bị ai đó lợi dụng sự tin tưởng, lừa đảo về vật chất, đấy là do anh chị không đề phòng. Anh chị bị ai đó lợi dụng tình cảm phụ bạc và phụ lòng, đấy là do mắt nhìn người của anh chị chưa chuẩn xác, do anh chị bỏ qua cái giác quan thứ 6 mà trời cho không dùng vào. Anh chị làm ăn thua lỗ, đầu tư không lợi nhuận, đấy là do anh chị chưa đủ giỏi, kế hoạch của anh chị chưa đủ chuẩn, anh chị cứ loanh quanh một chỗ, không bứt phá được khỏi dòng luẩn quẩn, cũng là do chí của anh chị chưa đủ lớn, tâm anh chị chưa đủ nhiều, nghị lực của anh chị chưa đủ phi thường, để kỷ luật và gò ép bản thân. Nhưng thật ra trên con đường làm lại hoặc trên con đường khắc phục thiệt hại, hoặc trên ngã rẽ mới của cuộc đời, dù anh chị ở tuổi nào thì việc tự vấn lại hành vi của bản thân, chấp nhận sự thua mình đã có là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm nếu muốn thực sự thoát khỏi quá khứ, lột xác ở hiện tại và hoàn mỹ cuộc đời ở tương lai. Nên lắm lúc gạt bỏ mọi yếu tố khách quan, hãy nhớ dù đúng dù sai, dù thành hay bại, chính anh chị là người đã quyết định cuộc đời của mình. Sướng thì anh chị hưởng, khổ thì đừng đổ tại ai ngoài mình. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thuộc hành mộc trong ngũ hành với thiên can nhâm, thuộc hành thủy, biểu trưng cho sự mềm mại, linh hoạt và trí tuệ, kết hợp với con giáp Tý, biểu tượng của sự thông minh, lanh lợi và sắc sảo. Tuổi Nhâm Tý là sự hòa quyện giữa sự uyển chuyển của dòng nước và sự tinh anh của loài chuột. Người tuổi Nhâm Tý thường có tính cách thông minh, lanh lợi và nhạy bén,
Họ là những người luôn biết nắm bắt cơ hội và tìm ra giải pháp tối ưu cho các vấn đề. Thiên can nhâm giới yếu tố thủy giúp họ có sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh. Họ có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo, luôn biết cách biến những ý tưởng thành hiện thực. Những người tuổi này thường rất nhạy cảm và tinh tế. Họ có khả năng cảm nhận và phân tích tình huống một cách nhanh chóng, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt. Con giáp Tý mang đến cho họ sự sắc sảo và khả năng giao tiếp khéo léo, giúp họ dễ dàng xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Trong các mối quan hệ, người tuổi nhâm Tý luôn cố gắng duy trì sự chân thành và tinh tế. Họ biết rằng, để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tin tưởng, tôn trọng và đồng cảm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần, trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi nhâm Tý với sự kết hợp giữa trí tuệ và sự linh hoạt là hình ảnh của một con người thông minh và sắc sảo trong hành trình cuộc đời. Người tuổi nhâm Tý hiểu rằng sự linh hoạt và trí tuệ là những phẩm chất quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự tự tin và quyết đoán. Họ nhận ra rằng, để thực sự thành công và hạnh phúc, không chỉ cần có sự nhạy bén và khả năng phân tích, mà còn phải biết tin tưởng vào bản thân và hành động một cách dứt khoát. Họ học cách đối mặt với rủi ro một cách bình tĩnh và sáng suốt, từ đó tận dụng được những cơ hội để phát triển bản thân. Người tuổi nhâm Tý cũng hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là về việc phân tích và kiểm soát mọi thứ, mà còn là về việc trải nghiệm và tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại. Họ học cách thả lỏng, sống đơn giản hơn và không quá lo lắng về những điều chưa xảy ra. Họ hiểu rằng, chỉ khi họ thực sự tự do trong tâm hồn, họ mới có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thực sự. Trong công việc và cuộc sống, họ là những người rất cẩn trọng, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, từ đó tránh được nhiều rủi ro. Tuy nhiên, người tuổi nhâm Tý đôi khi có thể trở nên quá toan tính và lo xa. Sự nhạy bén và khả năng phân tích của họ có thể khiến họ trở nên quá cẩn thận, lo lắng về những điều chưa xảy ra. Họ có thể trở nên e dè trong việc đưa ra quyết định, lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn. Điều này có thể khiến họ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Trong cuộc sống, họ cần học cách tin tưởng vào bản thân hơn, tự tin vào khả năng và trực giác của mình. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ nhạy bén và lanh lợi, mà còn biết cách tin tưởng vào bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa khả năng phân tích và tinh thần quyết đoán đã làm nên sự khác biệt của người tuổi nhâm Tý, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi nhâm Tý sinh năm 1972 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, lúc này sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ sâu. Bạch lộ từ kim khí bắt đầu chuyển dượng, kim sinh thủy nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt, những mệnh kỵ và kim kỵ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi. Đánh giá tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch thấy rằng, thời điểm này không phải là khoảng thời gian quá suôn sẻ đối với người tuổi nhâm Tý, song bản mệnh cũng chớ nên vì thế mà bi quan. Hung tinh và các tinh luân phiên soi chiếu sẽ giúp bạn tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, cốt là bạn đủ quyết tâm để cố gắng tới cùng. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện tương phá cho thấy con giáp này dễ bị đồng nghiệp cản trở, tiểu nhân mưu hại, nên mọi kế hoạch không tiến triển suôn sẻ được như dự kiến. Nội bộ lục đục khiến nhâm Tý dù đứng ở vị thế lãnh đạo hay chỉ là nhân viên cũng sẽ phải đau đầu tìm cách ứng phó. Tài lộc cũng chưa có dấu hiệu phát triển đáng kể nào trong khoảng thời gian này. Bản mệnh cần phải thận trọng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi xung quanh bạn luôn có kẻ xấu trực chờ ném đá giấu tay, cướp mất công lao hoặc tiền bạc mà bạn đã tốn công, tốn sức suốt bao lâu nay. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại đem tới cho con giáp này nhiều niềm vui. Người độc thân có thể nhận ra ai là người luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, cùng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, với người có đôi có cặp, nhâm Tý nhận được nguồn cổ vũ lớn lao đến từ nửa kia. Nhờ có người ấy mà bạn cảm thấy có thêm dũng khí đối diện với những điều chưa biết trước. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi nhâm Tý sinh năm 1972 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi nhâm Tý sinh năm 1972
trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý cho thấy mọi chuyện sẽ khó có thể tiến triển thuận lợi như mong muốn. Dưới tác động xấu của cục diện Tý Dậu tương xung, Nhâm Tý phải cẩn thận trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, bởi các nguy cơ vẫn luôn rình rập, dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa. Nhâm Tý cũng nên chú ý hơn đến việc xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình, hãy tránh xa những kẻ xấu tính, luôn tìm cách bới móc sai lầm của người khác. Việc kết bè kết đảng cũng cần hết sức tránh, kẻo bạn sẽ tự làm xấu đi hình ảnh của mình, dù là khi bắt tay vào công việc đơn giản hay phức tạp. Nhâm Tý cũng không được cho phép bản thân lơ là, kẻ xấu có thể nhận cơ hội này cướp đi công lao của Nhâm Tý bất cứ lúc nào. Đối với Nhâm Tý trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, công việc sẽ là ưu tiên hàng đầu và đồng thời cũng đem lại cho người tuổi Nhâm Tý nhiều thách thức và khó khăn. Người tuổi Nhâm Tý phải đối mặt với áp lực khá lớn đến từ yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên. Cùng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt để duy trì vị trí hiện tại và không mất đi ưu thế trước đối thủ. Điều này khiến bạn luôn căng thẳng và đau đầu. Khối lượng công việc càng tăng cao, đôi khi bản mệnh còn phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu của những áp lực này là do trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, người tuổi Nhâm Tý phạm cục diện tương hại, đồng thời nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng gây ra nhiều khó khăn. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Tý cần phải chú ý tới sự xuất hiện của những kẻ tiểu nhân, vì chỉ cần bản mệnh mắc phải một sai sót nhỏ cũng có thể bị chúng lợi dụng để phỉ báng và hạ bệ uy tín. Những kế hoạch dự định có thể gặp nhiều sự xáo trộn, trục trặc, thậm chí xảy ra những sự cố mà bản mệnh không thể kiểm soát. Ngoài những yếu tố khách quan, chính sự thiếu quyết tâm và kiên trì của người tuổi Nhâm Tý cũng góp phần tạo ra những thách thức, khó khăn trong sự nghiệp của bản mệnh. Bằng cách điều chỉnh thái độ làm việc, tổ chức công việc một cách khoa học hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề, người tuổi Nhâm Tý vẫn có thể tạo ra những đột phá bất chấp mọi khó khăn. Trước khi đưa ra quyết định quan trọng, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tránh hành động thiếu suy nghĩ. Nếu gặp bất kỳ vấn đề không chắc chắn, hãy giữ bình tĩnh và quan sát tình hình trước khi đưa ra ý kiến hoặc hành động, tránh gây rối và rước thêm rắc rối vào mình. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp của Nhâm Tý không chỉ có những khó khăn, những điểm sáng mà các tinh thiên đức mang tới sẽ giúp bản mệnh tìm ra cơ hội khắc phục khó khăn, vươn lên khẳng định bản thân mình. Quan trọng là bạn chịu cố gắng đến cùng, hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm làm việc thiện, Nhâm Tý sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp hơn. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, tốt nhất hãy trao đổi với mọi người xung quanh với tinh thần cởi mở và lắng nghe. Thời điểm này, mặc dù có khá nhiều thách thức, nhưng người tuổi Nhâm Tý vẫn có sự hỗ trợ ngầm từ các tinh giải thần và tử vi. Điều này mang lại hy vọng và cơ hội để thay đổi tình thế của bản mệnh. Quan trọng nhất là bản mệnh cần có quyết tâm và nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu của mình. Đừng quên rằng, mọi thành công đều đòi hỏi công sức và thời gian, hãy chấp nhận những thử thách và khó khăn, biến chúng thành động lực để vươn lên. Sự cố gắng của người tuổi Nhâm Tý sẽ được đền đáp và thành quả sẽ đến với bản mệnh một cách xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Nhìn chung trong thời điểm này, người tuổi Nhâm Tý sẽ đối mặt với một số thách thức về vấn đề tài chính. Sự tăng trưởng không được như mong đợi và có nguy cơ gặp phải những khó khăn không lường trước. Điều này nhắc nhở bản mệnh cần cẩn thận và tính toán kỹ lưỡng trong quản lý tài chính cá nhân. Dù có thiên tài chiếu mệnh, nhưng vận may trong thời điểm này không mấy thuận lợi do ảnh hưởng tiêu cực từ tương hại và nguyệt lệnh. Tình hình tài lộc chưa cho thấy sự tăng trưởng đáng kể và thậm chí có những lúc giảm sút đột ngột. Tuy nhiên, nếu người tuổi Nhâm Tý có thể duy trì thói quen chi tiêu khoa học và tiết kiệm, đó đã là một điều đáng mừng cho thấy bạn vẫn có khả năng kiểm soát tình hình tài chính. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý cho thấy vận trình tài lộc chưa có dấu hiệu phát triển như ý muốn trong khoảng thời gian này. Thậm chí, bản mệnh còn phải cẩn thận trước nguy cơ hao tài tốn của luôn rình rập. Người làm công ăn lương nên tập trung vào công việc của mình, tránh gây ra lỗi sai, phải đền bù thiệt hại. Hơn nữa, nếu bạn không biết bảo vệ thành quả lao động của mình thì rất dễ bị kẻ gian cướp mất công lao, công sức của mình lại để cho người khác hưởng. Với người làm đầu tư kinh doanh, việc dốc vốn vào các dự án trong thời điểm này cần tiến hành một cách hạn chế. Tốt nhất là không nên đưa ra những quyết định vội vàng,
Dù các mối đầu tư có vẻ triển vọng đến mấy thì cũng dễ tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không lường trước được. Trong gia đình, anh chị em lục đục về vấn đề tài sản cũng khiến cho nhâm tí cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi người nên hạn chế lòng tham của mình. Biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc và nhường nhịn cho những người cần tiền hơn mình. Nếu ai cũng muốn giành được lời lộc thì tình cảm dễ rạn nứt. Để tránh những nguy cơ không đáng có, hung vận con cảnh báo về nguy cơ lừa dối và mất tiền. Đặc biệt là trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh, hãy cẩn thận và tỉnh táo để tránh bị lừa gạt, rồi phải chịu thiệt thòi không đáng. Nếu nhận được lời đề nghị đầu tư kinh doanh, hãy cẩn trọng và không tin tưởng ngay vào những lời hứa lợi nhuận, vì không có cơ hội hay thành công nào từ trên trời rơi xuống, có thể tồn tại nhiều rủi ro và cạm bẫy mà bản mệnh không thể đoán trước hết được. Ngoài ra, nếu người tuổi Nhâm Tý đang có ý định tham gia vào các hình thức đầu cơ cá độ hoặc cờ bạc đỏ đen, thì hãy dừng lại ngay lập tức. Nếu vẫn giữ tâm lý được ăn cả ngã về không mà không cẩn thận, có thể bản mệnh sẽ trắng tay một cách đáng tiếc. Trong việc chi tiêu, hãy có kế hoạch rõ ràng để tránh rơi vào tình trạng phải vay mượn. Tuy nhiên, quá mức thắt chặt chi tiêu cũng có thể gây căng thẳng trong cuộc sống. Thay vào đó, hãy lựa chọn một lối sống phù hợp với thu nhập hiện tại của bản thân hoặc tìm cách kiếm thêm thu nhập bằng các công việc phụ để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Các tinh thiên đức và trường sinh khuyên Nhâm Tý nên làm việc thiện nhiều hơn. Nhâm Tý đối xử tốt với mọi người thì khi gặp khó khăn bạn cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ hơn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch tuổi Nhâm Tý cho thấy phương diện tình cảm của bản mệnh lại có những dấu hiệu khởi sắc hơn. Điều này giúp bạn có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi bạn biết xung quanh mình vẫn có người xứng đáng để dựa dẫm, tin cậy. Với người độc thân, Nhâm Tý nhận ra ai là người luôn ở bên giúp đỡ và cổ vũ mình vượt qua khó khăn, có đối phương ở bên cạnh. Bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào chính mình. Nếu bạn nhận ra mình có thiện cảm với đối phương thì đừng ngại là người chủ động tạo cơ hội và bày tỏ tình cảm nhé. Với người đã có đôi có cặp, người ấy đem lại sự cổ vũ và động viên lớn lao, giúp Nhâm Tý có đủ lòng dũng cảm để đối diện với những khó khăn mà cuộc sống mang lại. Nếu có việc gì khó xử, bạn nên chủ động tâm sự với đối phương để được giúp đỡ và thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên trong gia đình thì mối quan hệ cha mẹ với con cái hoặc giữa các anh chị em lại không được yên bình như mong muốn. Mọi người nên bình tĩnh để có thể trò chuyện và đặt mình vào vị trí của đối phương, đừng khiến mọi chuyện thêm phức tạp đến mức người một nhà phái từ mặt nhau. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Nhiều áp lực cuộc sống ập đến, khiến người tuổi Nhâm Tý cảm thấy khá mệt mỏi, song may là điều đó chưa gây ảnh hưởng gì lớn tới phương diện sức khỏe. Nhìn chung, bản mệnh vẫn có đủ sự khỏe mạnh và minh mẫn để đối diện với khó khăn. Con giáp này nên lựa chọn tâm sự, chia sẻ gánh nặng với những người đáng tin cậy. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng khiến bản thân thêm căng thẳng. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên ra ngoài hít thở bầu không khí, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng quan hệ xã giao với mọi người. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày một cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xem tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Nhâm Tý không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình khi nhiều kế hoạch đi sai hướng. Nhâm Tý càng cố kiểm soát càng không được, thay vì cố chấp như trước đây, bản mệnh thử linh hoạt để thay đổi thuận theo tình hình thực tế xem sao. Nhìn chung, những ngày này của con giáp tuổi Nhâm Tý không quá đáng lo, cho dù đến ngày giữa thời điểm đối mặt với thiên quan khiến bản mệnh lo lắng ít nhiều. May mắn là ngay sau đó bạn đã tìm ra cách xử lý tức thời, nhờ đó mà đến ngày cuối, bạn đã cảm thấy thảnh thơi hơn. Thời điểm này, con giáp tuổi Nhâm Tý trở nên nhạy cảm hơn và bạn nhận ra những khác biệt trong cách cư xử của người ấy đối với mình. Cảm giác thiếu tin tưởng lẫn nhau khiến mối quan hệ của hai người có phần lạnh nhạt. Trong thời gian này,
Bách diệt chủ đào hoa có thể là dự báo cho chuyện tình cảm nảy nở đối với ai đang độc thân. Tuy nhiên, đây cũng là nguy cơ có người thứ ba xuất hiện xen ngang giữa bản mệnh và một nửa của mình khi hai người giận dỗi xa cách nhau. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: đen, trắng. Con số may mắn: 86, 44, 99, 32. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý cho thấy nhiều chuyện không vui nên người tuổi Nhâm Tý dễ cáu giận, nóng nảy với một nửa của mình. Đó là lý do hai người mãi không thể làm lành nổi. Nếu bạn biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì đã không gây ra căng thẳng như thế này rồi. Thời điểm này là lúc tuổi Nhâm Tý có thể dành nhiều thời gian cho gia đình sau những giờ tập trung hết sức cho công việc. Không những thế, người thân còn có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn cụ thể để hành động khôn ngoan hơn, có chút tiền giúp bản mệnh cảm thấy an tâm hơn. Lại thêm sự hỗ trợ của thực thần, nên Nhâm Tý càng cho thấy mình có một lòng vị tha và bao dung đáng kinh ngạc. Bạn sống vô tư, không vụ lợi, luôn có mặt khi người khác cần, sẵn sàng hy sinh vì những mục tiêu cao cả hơn và biết cách tha thứ cho người khác. Ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong những ngày này, do đó bản mệnh nên nghỉ ngơi, tránh tham gia những hoạt động tốn quá nhiều năng lượng. Ngay cả khi luyện tập đừng vì mong có kết quả nhanh mà tập quá sức nhé. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: bạc, 8. Con số may mắn: 35, 48, 20, 71. Bí quyết cải mệnh của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Không giải thích với người không hiểu mình, khi trong tình huống hiểu nhầm, ta ngay lập tức muốn phân trần và giải thích. Thế nhưng, chỉ cần nói vài câu bạn đã nhận lại là phản ứng không chịu lắng nghe của đối phương hoặc thậm chí bị hiểu sai lệch đi, thì đó là lúc bạn nên cần dừng lại. Thế nên cổ nhân mới khuyên rằng, không cần tranh cãi người không cùng tầng, vừa bực mình, vừa phí phạm thời gian. Nhất là những hiểu lầm và oan ức, thì trong mắt người khác mình đã là kẻ có tội thì có nói gì cũng được xem là sai. Ngẫm lại thì ta cũng chẳng phải người hoàn hảo, luôn có thể phạm những sai lầm và đều phải trả giá cho hành động cũng như lời nói sai trái của mình. Nếu có thì việc nhận ra sai lầm cũng là cần thiết nên làm, vì hầu hết những kẻ tiểu nhân thường tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi. Người thực sự không có tội hoặc bản thân là người ưu tú sẽ chẳng bao giờ bận tâm xem người khác nghĩ gì, vì họ luôn biết mình là ai. Hơn ai hết, họ hiểu rằng trong một ngày thì người khác nhất và nghĩ tới họ trong vòng 5 phút là nhiều, còn lại thì họ cũng phải lo việc của chính mình. Vì thế, điều khôn ngoan vẫn là thay vì dành thời gian nghĩ về điều người ta nói về mình, thì dành chúng cho việc phấn đấu không ngừng nghỉ, tự tỏa ra ánh sáng. Đó là cách trả lời cho tất cả. Trong công việc cũng vậy, đôi khi chỉ bằng những câu nói ngắn ngủi như tôi hiểu rồi, cho dù những gì sếp đang thao thao nói có thể khiến bạn khó chịu về cách nhìn nhận của sếp, theo bạn có phần xét nét quá đáng và những lời lẽ sếp sử dụng có phần gay gắt, hãy học cách kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sùng sục trong bạn. Cách tốt nhất để quên đi cơn giận dữ đó là tự nhủ rằng mình đang cư xử văn minh, thoải mái đón nhận những lời nhận xét chân tình từ một người có gia thế trong công ty. Cuộc sống này bạn chẳng cần phải chứng minh điều gì cả, vì dù là điều gì bạn làm thì chỉ cần bạn biết, trời đất biết là đủ. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Theo sao chiếu mệnh, sao thái âm. Xem tử vi năm 2024 theo sao chiếu mệnh, thái âm là cát tinh, năm có sao này chiếu thì cuộc sống vui vẻ, ít phiền muộn, tiền tài đều dượng, có lộc kinh doanh buôn bán hoặc bất động sản. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Hạn này chủ yếu gây kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong năm có tin buồn tăng chế trong nhà. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại gây chuyện kiện cáo, làm ơn mắc oán. Đi đứng cẩn thận,
đề phòng tai nạn xe cộ, gia đình có thể có người mất trong năm. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng gặp vận niên là kê hồi diên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Tình cảm, gia đạo hài hòa, ít phải suy nghĩ phiền muộn, có hỷ tính trong gia đình. Cách hóa giải vận hạn: kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn diêm dương năm 2024. Hạn diêm dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là tán tinh, gây hao tán mạnh về tiền bạc. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc làm ăn có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn Thiên La. Năm gặp hạn Thiên La cần đề phòng đau yếu không khỏi, hao tốn tiền bạc. Ngoài ra, dễ bị lừa gạt trong chuyện làm ăn, có kẻ xấu giăng sẵn bẫy chờ, hết sức tỉnh táo và thận trọng. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng gặp vận niên là kê hồi diên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Tình cảm, gia đạo hài hòa, ít phải suy nghĩ phiền muộn, có hỷ tính trong gia đình. Cách hóa giải vận hạn: hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói,
tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xe ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.